Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với anh Nhất Hùng để mà chúng tôi có một cái trò chuyện để mà tìm hiểu về phòng đọc sách mà anh em chúng tôi mới quyết định để thành lập kế bên cạnh của SBTNDC, và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết em xin được kính chào anh Nhất Hùng. Dạ, trước hết tôi xin lời kính chào anh Võ Thành Nhân, giám đốc của đài SBTN-DC và kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Khi mà chúng ta quyết định có một cái phòng đọc sách bên cạnh một cái chương trình TV Việt ngữ như vậy đó, thì anh thấy đầu tiên là anh thấy cái lợi ích nó như thế nào vậy thưa anh Nhất Hùng? Dạ thưa anh, tôi có thể nói ngay rằng nó quá lợi ích, là bởi vì đây là một cái điều ất ủ của nói Đồng Hương, vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và của Đồng Hương nói chung, là luôn luôn mong muốn có một cái phòng nào ít nhất là một phòng sinh hoạt, và không có gì thiết thực văn hóa bằng là một phòng đọc sách ở ngay cái trung tâm của cái vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và cũng khi mà nói tới cái phòng đọc sách thì kính thưa quý vị, chúng tôi được quen biết với lại giáo sư Ngọc Yến, là chị của giáo sư Kim Oanh, một người có một cái công trình giáo dục dạy Việt ngữ ở tại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì giáo sư Yến có một cái cách viết một cuốn sách là cho những người đọc, mặc dù những người đó không phải là người Việt Nam, nhưng mà khi mà cầm cuốn sách đó và tập cái cuốn sách đó thì có khả năng đọc được Việt ngữ. Và chính cái điều đó là điều đầu tiên mà anh em chúng tôi, khi mà có được 5.000 cuốn sách của bác sĩ Lâm Văn Năm sau khi mà ông qua đời á, thì chị An tặng cho anh em chúng tôi từ Harrisburg đem về thủ đô Hoa Thịnh Đốn á, thì chúng tôi lại nghĩ tới bên cạnh một cái phòng đọc sách, chúng ta có sách Việt ngữ mà làm thế nào mà con nít nó có thể đọc được khi mà nó không đi học trường Việt ngữ. Thì giáo sư Ngọc Yến đã cho chúng tôi một cái niềm tin là có cách để mà những người không phải là người Việt, có cách những người chưa biết học tiếng Việt vẫn có thể đọc được bằng Việt ngữ. Do đó nên đó là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng nếu mà có điều kiện để mà chúng ta thành lập một cái phòng đọc sách mà chúng ta đặt là phòng đọc sách Cô Giang để mà nhớ ơn một người anh thư, một người anh hùng ở trong lịch sử, người hôn thê, người vợ của nhà anh hùng Nguyễn Thế Học, thì chúng tôi nghĩ là rất là tốt. Do đó nên đó là lý do là tại sao mà anh em chúng tôi với lại anh Nhất Hùng lập ra cái phòng đọc sách này. Nhưng mà khi lại thành lập cái phòng đọc sách thì nó lại vấn đề tài chính, vấn đề gây quỹ. Thì anh Nhất Hùng có thể chia sẻ với quý đồng hương để chúng ta có một cái kế hoạch gây quỹ vào ngày 22 tháng 6 như thế nào? Dạ vâng. Thưa anh, cho tôi nói trước một phần trước như thế này. Cái phòng đọc sách chúng ta gắn liền với cái chuyện mà gọi là duy trì cái nền văn hóa Việt ở hải ngoại. Mà không những thế, chúng ta còn phải phát huy cho tương lai, và chúng ta nhắm nhiều nhất tới giới trẻ. Và chúng ta gặp một cái khó khăn trong giới trẻ là cái cách đọc hay đọc được tiếng Việt đấy. Phải nói rằng tìm một cái phương pháp nào đó như của cô Yến là điều rất đáng hoan nghênh, rất đáng trân trọng. Cái thứ hai nữa, thưa anh, làm bất cứ một cái điều gì thì chúng ta cũng cần phải có tiền, mà chúng ta gọi là ngân quỹ. Thì một cái phòng đọc sách chúng ta cũng phải có những cái chuyện mà kệ, rồi những cái chuyện mà nó liên quan đến các cái vấn đề đóng mà, là cuốn sách, và đóng lại vâng, tức là nó rất nhiều. Thì cái việc mà đầu tiên để muốn hoạt động khởi động được là cần phải có gây quỹ. Vì vậy mà anh em chúng ta đó đã mới quyết định là ngày 22 tháng 6 này chúng ta có tổ chức một cái buổi dạ tiệc, dạ vũ để gây quỹ thành lập phòng đọc sách Cô Giang. Thì cái vấn đề cần tiền thì chắc quý vị cũng thấy là dễ hiểu chứ không phải là khó hiểu gì. Và cái ngày đó là ngày 22 tháng 6 giờ lúc 6 giờ rưỡi chiều tại nhà hàng Harvest Moon. Giá vé anh em chúng tôi quyết định là 35 đồng. Vâng. Và cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi lên cũng để là mong quý đồng hương quan tâm tới cái vấn đề mà đọc những cái cuốn sách Việt ngữ như vậy đó. Rồi con em chúng ta nếu mà sau khi nó đọc xong có sự thông hiểu nào đó thì các em có thể dùng cái kiến thức của mình và biến nó thành những cái dòng chữ bằng Anh văn cũng được hoặc là bằng Việt ngữ cũng được để mà phổ biến ra để cho thấy rằng các em hiểu được cái tác phẩm nó như thế nào. Biết đâu chừng sau này chúng tôi nhờ được bà tiến sĩ Đào Thị Hợi có thể cho chúng tôi những cái giải thưởng giống như là giải thưởng Nguyễn Ngọc Bích, một người chuyên về đọc sách ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, một cái gương sáng cho người Việt chúng ta ở hải ngoại. Biết đâu chúng ta sẽ có những giải thưởng Nguyễn Ngọc Bích để cho các con em mà thích học hay là ham đọc sách thì sẽ có được một cái ngày chúng ta có những cái cuộc thi đua như vậy, tạo cái sự hào hứng để mà cái không khí sinh hoạt của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn mỗi ngày nó có thêm những cái phần nó gọi là dính liền với lại văn hóa và bảo tồn cái văn hóa Việt Nam qua những cái phần Việt ngữ, qua những cái tác phẩm những người đã sáng tác ở trong cái cộng đồng của chúng ta hoặc là ở hải ngoại, ở tại những cái đất nước mà chúng ta sống xa rời quê hương đất tổ. Dạ thưa anh Võ Thành Nhân, tôi nghĩ rằng cái vấn đề này là một cái ước mơ chung của đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn. Và bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao biến cái ước mơ đó thành hiện thực. Mà trước mắt bây giờ là có được cái phòng đọc sách. Mà cái phòng đọc sách để có được á, chúng tôi cũng phải thành thật rất là tri ân STBN nói chung và cá nhân của anh Võ Thành Nhân nói riêng. Chúng tôi rất tri ân. Và để cho cái phòng đọc sách này nó còn hoạt động được, chúng tôi kính mong tất cả quý đồng hương hỗ trợ ủng hộ chúng tôi và hỗ trợ ủng hộ thiết thực nhất
là cố gắng tham gia cái buổi dạ tiệc nhà vũ gây quỹ vào ngày 22 tháng 6. Còn nếu mà đi đây. Nếu đi không được thì liên lạc như thế nào để mà có thể gửi hiện kim hoặc là dạ, gửi sách thưa về? Anh, cái ủng hộ đó có nhiều hình thức. Và có thể là ủng hộ, quý vị có thể là có sách ở nhà, nhiều sách rất quý nhưng mà kế thừa nó không có. Quý vị muốn gửi thì quý vị có thể cho chúng tôi. Quý vị có thể là trực tiếp tham dự vào cái buổi dạ tiệc giao vũ, và hoặc là quý vị có thể ủng hộ cái tài chính để mà chúng tôi hoạt động cái phòng đọc sách này. Quý vị có thể gửi về cái thu phòng đọc sách Cô Giang và cái địa chỉ là 6329. Dạ vâng, anh xin nói rõ cái địa chỉ. Phòng đọc sách là 6329 Arlington Boulevard, suite B hoặc là suite A, thì chúng tôi sẽ nhận được sách của quý vị bắt đầu từ ngày 16 tháng 8. Cái ngày mà chúng tôi chọn cái ngày 16 tháng 8 mà phòng đọc sách Cô Giang, chẳng qua là cái ngày đó là cái ngày định mệnh Cô Giang đã tự sát để mà chết theo Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông, sau khi mà bị Pháp đưa ra pháp trường để mà xử trảm, sau khi mà cái cuộc chiến đấu không thành và Yên Bái đã trở thành bãi chiến trường. Do đó nên anh em chúng tôi chọn ngày 16 tháng 8 là ngày bắt đầu chúng tôi nhận sách cho phòng đọc sách Cô Giang, và phòng đọc sách sẽ được khai trương vào ngày 26 tháng 7. Cũng cái ngày đặc biệt, ngày đó ngày sinh nhật của giáo sư Nguyễn Hồng Bích. Dạ vâng. Thì cái ngày đó là sẽ làm sống lại cho một cái hy vọng, một cái niềm tin của giới trẻ Việt Nam ở tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốm, thì chúng tôi lại chọn cái ngày như vậy. Thì đó là những cái việc làm sắp tới, nhưng mà riêng cái chương trình gây quỹ thì anh Nhất Hùng có thể cho biết thêm là nội dung nó như thế nào vậy? Trước hết là cảm ơn anh Võ Thành Nhân đã nhắc nhở lại cái tên của phòng đọc sách là Cô Giang. Cái lý do là tên Cô Giang thì anh Nhân đã nói, chúng tôi cũng nhắc lại là Cô Giang là một vị nữ lưu anh hùng dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam có Hai Bà Trưng, có Hai Bà Triệu và cũng có nhiều người khác nữa. Cô Giang cũng là một anh hùng nhưng mà ít được người ta biết đến. Mà nay chúng tôi cũng có dịp để mà xiển dương cái sự đóng góp của cô Giang trong công cuộc chống thực dân Pháp. Và thưa anh, cái vấn đề mà gây quỹ đó thì chắc có lẽ là chúng tôi muốn duy trì được cái phòng đọc sách là luôn luôn cần sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng hương. Và cũng xin thành thật nói không có gì thiết thực bằng tài chính. Yeah. Thì như vậy thì quý đồng hương, chúng tôi đã ghi danh được với lại phòng đọc sách Cô Giang là một cái non-profit và đang xin một cái non-profit có tắt Extension ID. Và chúng tôi đã có giấy hoạt động của tiểu bang Virginia, và phòng đọc sách sẽ mở cửa từ 11 giờ tới 5 giờ chiều từ ngày 26 tháng 7 trở đi. Thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở cửa và hy vọng đón nhận quý vị, và rất mong là được đón quý vị vào ngày 22 tháng 6 buổi chiều 6 giờ rưỡi tại Harvest Moon, để mà quý vị có thể giúp cho anh em chúng tôi có một ít phương tiện tài chính để mà cái phòng đọc sách được hoạt động hữu hiệu và đóng góp một phần vào cái công trình bảo vệ di sản văn hóa của chúng ta. Và trong tương lai biết đâu một ngày thật gần, khi mà chúng ta có nhiều người có sự hiểu biết về đất nước thì đất nước sẽ có một cái may mắn được thay đổi, và cái công cuộc quang phục Việt Nam biết đâu chừng nhờ vậy mà nó sẽ bị ngắn lại và có một ngày chúng ta sẽ thành công. Đến đây xin được cảm ơn Nhất Hùng. Dạ, cảm ơn anh Võ Thành Nhân. Cảm ơn quý vị khán giả của đài SBN đã lắng nghe chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ, chúng tôi, anh em chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại vào kỳ sau.